Em xin chào anh Lan Hoàng và tất cả các anh chị em trên diễn đàn. Em thấy là cái việc mà luật định, tất cả những cái gì mà luật định hay hiến pháp mà đi trước cái thực tế đời sống xã hội, là điều đó là cái điều hoàn toàn chuẩn mực, đúng và chính xác. Tức là cái luật lúc nào mình cũng phải ráng phải đi 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 trước thời đại một chút xíu, chứ không, chứ nếu mình đi bằng hoặc đi đi sau là chắc chắn xã hội nó sẽ có rất nhiều cái chuyện biến động. Hồi sáng nay em mới có cập một cái thông tin, đó là ông thủ tướng Chan Ocha, ổng đang bị điều tra bởi cái gọi là hội đồng tư pháp tối cao Thái Lan. Hội đồng tư pháp tối cao Thái Lan đang muốn là phong tỏa, không cho ổng là đưa ra cái sắc lệnh là bãi bỏ, xóa bỏ những cái tin xấu độc anh. Có nghĩa là ông Chan Ocha ổng muốn ban hành một cái dự luật để nhằm là chặn đứng những cái tin xấu độc tại Thái Lan, nhưng mà các cái đài truyền thông tư nhân của Thái Lan á thì họ hội họp với nhau và họ đã gửi đơn kiện lên cho Hội đồng Tư pháp Thái, và Hội đồng Tư pháp Thái đã ra cái quyết định là bãi bỏ hết tất cả những cái dự luật của ông thủ tướng này. Thì em liên hệ với nước ngoài một chút để chúng ta thấy rằng cái việc mà xác lập một cái luật mà cái luật đó riêng liên quan chặt chẽ đến cái an ninh mạng á, thì cái điều đó thật sự là một cái thành công của bất cứ một quốc gia nào, chứ không phải là chỉ riêng Việt Nam đâu anh. Tại vì cái luật an ninh mạng này đã có rất nhiều quốc gia mà các cái nguyên thủ quốc gia của các nước đó người ta đã can thiệp bằng mọi cách để ngăn chặn, nhưng mà pháp luật của nước đó lại không công nhận. Mà bằng chứng là Thái Lan hồi sáng nay là Hội đồng Tư pháp quốc gia của họ đã bãi bãi bỏ hoàn toàn, thậm chí là họ đang muốn trưng cầu cái số lượng đại biểu quốc hội để mà có thể luận tội ông Chan Ocha luôn anh. Tức là ở Thái Lan bây giờ có vẻ như là họ đang đi trên con đường, em có cảm Nó nhận như không họ nên đi diễn đàn đi. trên con đường của Mỹ đó anh, có nghĩa là sẽ tư nhân hóa hoàn toàn về về mạng mẽo, hay là tất cả những cái truyền thông sẽ tư nhân hóa, và em nghĩ Thái Lan, kết cục của Thái Lan rất có khả năng sẽ đi theo con đường của nước Mỹ ấy. Có nghĩa là sẽ là nó bị chia năm xẻ bảy, chia năm xẻ bảy, và cái đời sống xã hội sẽ luôn luôn bị đảo lộn hoàn toàn bởi vì những cái sắc lệnh như thế này. Nói chung bây giờ thì như Việt Nam anh thấy là ra được cái luật an ninh mạng năm 2018, chứ bây giờ còn chưa ra thì trong cái thời đại dịch này thì không biết là chúng kích động đến cỡ nào, tại vì không có cái pháp chế nào để mà xử lý thì rất là đáng lo ngại. Chào Thân nhé. Em chào anh Em Lan chào anh Hoàng, Thân. chào Bùi Tùng, chào tất cả anh chị em, chị Thu Hường, rồi Thu Huyền, anh Sĩ, rồi anh Nhàn, anh Nam Phong đâu rồi? Không có mở hai máy hai điện thoại không đấy, Rồi có phong, tắt tắt hết tivi đi chơi. không, điện thoại thì nó mới vọng thôi chứ tivi thì cùng lắm À, nó rồi vẫn rồi, tiếng tivi coi đi, coi đi. Anh Lan Hoàng hết kêu rồi, coi. hết rồi, hết ồn rồi Sáng sao bị đấy. quánh, sáng bị quánh rồi, mở coi đi không sao đâu. Hai cái không sao kìa, thiệt đau lòng, tối nay chắc Nhưng khỏi mà ngủ rồi sao. tivi sao bỏ nó nhỏ nhỏ thôi, nãy là hình như là mở hai điện thoại hay là vừa có vào bằng có Facebook đúng không, rồi không tắt Facebook. đúng rồi, Mình em nên đang là mình tắt cái cái điện thoại Facebook kia. đi. Hôm qua Em có chào trường hai hợp đại ca nha, chú Phú sao ấy, chào Lam Phong ấy, của chú Phú sao ấy, chú cũng vào bằng em kiểu chào như anh Facebook, Phong, chào xong anh chú không Thân. tắt Facebook thì là nó có cái tiếng vọng. Thì có hai khách mời lên sau thì mình cũng vừa nói ra cái nói cái chủ đề là Việt Nam ta đã đảng và nhà nước và các cái cơ quan có cái thẩm quyền đấy ra được cái luật, thông qua được cái luật quốc hội, thông qua được cái luật an ninh mạng vào năm 2018 rất đúng lúc và kịp thời và chính xác. Nếu mà không có cái luật an ninh mạng năm 2018 thì mọi người nghĩ xem, trong cái thời đại dịch này quản lý bệnh dịch đó đã rất mệt rồi, không nói thông tin xấu độc rồi là kích động rồi là có thể còn bạo loạn nữa, về chúng sẽ dựa vào những cái vấn đề là đói thì phải ra đường đúng không ạ? À? Rồi để sinh ra những cái tụ tập biểu tình hay là nhóm họp đấy, cho nên là mình thấy là sinh ra được cái ra thông qua được cái luật an ninh mạng năm 2018 rất là hợp tình hợp lý và đúng lúc đúng chỗ. Thì mời Nam Phong có ý kiến tiếp. Rồi, xin chào anh Lê Hoàng, chào các anh. Rồi. Nghe rõ Nam Dạ em Phong. nghe anh. Rồi. Về cái luật an ninh mạng thì
chúng ta đợt trước chúng ta có nhớ là khi mà chúng ta chuẩn bị họp quốc hội để mà thông qua cái luật an ninh mạng này thì cái nhóm gọi là chống phá đó nó kêu gọi biểu tình ghê lắm, đúng chúng ta nhớ cái đợt đó mà kêu gọi biểu tình để gọi giống như là nó xuyên tạc là cái việc là làm mất đi cái tự do ngôn luận rồi cá nhân, tự do cá nhân nó xuyên tạc, nhưng mà thật sự cái an ninh mạng này không hề mất cái tự do cá nhân của bất cứ ai, trừ khi cái người đó là những cái kẻ gọi là xuyên tạc những cái gọi là vi phạm pháp luật đó, để mà bị xử lý thôi. Thì cái an ninh mạng thì chúng ta rõ ràng là bây giờ chúng ta có cơ sở, nếu không có an ninh mạng chúng ta không có cơ sở nha, để mà xử lý những cái kẻ mà tung những cái tin xấu, tin độc xuyên tạc bị đặt như thời gian qua. Thì đó cũng là một cái mà đảng và nhà nước họ đã nhìn thấy rồi, nhìn thấy cái nguy cơ đó. Chúng ta mà không có thông qua cái luật này thật sự rất khó khăn cho việc xử lý, vì bất cứ cái xử lý bằng cái hình thức hành chính hay hình sự hay bất cứ cái lỗi vi phạm nào cũng phải có căn cứ vào luật, vào những cái văn bản dưới luật. Nếu không có căn cứ sẽ rất khó xử lý. Chính vì vậy mà tôi đánh giá cao cái việc này, đánh giá rất cao cái việc chúng ta đã có cái luật an ninh mạng và xử lý, mặc dù đây đâu đó mình thấy còn gọi là còn chưa hài lòng lắm đâu. Thật sự mà nói là có những cái trường hợp ví dụ như cố tình vi phạm chẳng hạn, vi phạm một lần và cố tình vi phạm nó phải khác nhau đó. Trong cái luật hình sự chúng ta thấy khi mà chúng ta vi phạm lần đầu và như lần sau thì cái tình tiết nó sẽ tăng nặng đó. Còn đây an ninh mạng mình thì chúng ta thấy có cái gọi là cái con ở miền quận tư đó, nó vi phạm tới mấy lần rồi nhưng mà một lần cái xử lý được phạt có 2-3 triệu thôi. Cái bạn quận tư thì chúng ta để cái chủ đề sau, bây giờ chúng ta cứ tập trung vào cái thì mình lấy ví dụ thôi. Rồi mình lấy cái ví dụ để mình thấy là luật nào cũng vậy, khi chúng ta áp dụng thực tế sẽ có những cái thay đổi sửa, bởi vì quốc hội chúng ta họ hàng năm họ đều có cái vấn đề sửa luật, ví dụ như an ninh mạng thì bây giờ chúng ta thấy ở có một cái trường hợp là họ vi phạm nhiều lần, họ cố tình thì phải có cái điều khoản là tăng nặng, đúng không? Lần đầu có thể là 2 triệu hoặc 3 triệu, lần sau tăng gấp rưỡi, lần sau nữa gấp 2-3, đó mới được gọi là răn đe. Đó, luật là chúng ta để quản lý xã hội để răn đe những cái đối tượng vi phạm. Cho nên là bất cứ cái luật nào nó cũng có những cái khi mà đem đã áp dụng vào thực tế sẽ có những cái gọi là khiếm khuyết và chúng ta sẽ phải thay đổi để cho nó phù hợp với cái thực tiễn xã hội, bởi vì luật bao giờ cũng đi sâu cái đời sống xã hội hết, chúng ta không thể đi trước được. Khi mà đời sống xã hội nó diễn ra thì chúng ta mới điều chỉnh luật để cho nó phù hợp. Thì cái luật an ninh mạng này cũng vậy, chúng ta sao thêm nữa nhé, nghiêm khắc hơn nữa đó. Thì tôi nghĩ là các vị đại biểu quốc hội thì chắc chắn là trong các cái cuộc họp cũng sẽ xem xét cái vấn đề này, qua cái dịch này chắc chắn phải xem xét để sao, bởi vì bây giờ tội phạm công nghệ cao rất là nhiều, không riêng những cái tin xuyên tạc mà dùng cái công nghệ cao để phạm tội nhiều lắm, không chỉ ở Việt Nam mà nước ngoài đó, những cái kẻ ở nước ngoài, chúng ta việc xử lý như thế nào đó, mới là cái mà rồi. Cảm ơn Long Phong. Bây giờ thì mời thân chia sẻ, mỗi chúng ta chia sẻ một chút nhỉ, rồi thì nếu chúng ta lại vẫn có ý kiến thì chia sẻ thêm cho mọi người đỡ buồn ngủ. Rồi, cái chủ đề này thì theo em á, là bây giờ là anh em ta cũng thấy được sự cần thiết phải ra cái luật an ninh mạng. Tại vì cái theo em suy nghĩ á, cái lợi ích đầu tiên của cái luật an ninh mạng này á,
là nhằm chúng ta xử lý được những cái thành phần mà nó lợi dụng cái không gian mạng để lừa đảo, xuyên tạc. Đó, cái lừa đảo thì lừa đảo người dân, mà cái xuyên tạc đó là xuyên tạc về chủ trương đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Đó, nó gây phương hại tới cái lợi ích an ninh quốc gia. Thì để về cái mặt mà đối với người dân á, thì chúng ta thấy được á, trong cái thời gian vừa qua rất nhiều cái hình thức là lợi dụng cái không gian mạng để tiến hành lừa đảo, lôi kéo, dụ dỗ những cái người khác, tạo cái niềm tin bằng những cái comment, việc trao đổi với nhau bằng những cái là câu từ rất là đẹp đẽ. Ví dụ như là tôn sùng một cái tổ chức nào đó, hoặc là tôn sùng một cái hình thức làm ăn, hoặc là hình thức buôn bán nào đó, rồi bà rồi chúng nó dùng những cái Facebook giả để tạo ra những cái lời tung hô, tạo cái niềm tin cho người khác, khi lôi kéo người khác vào những cái hội nhóm đó. Ví dụ như là một cái bán hàng đa cấp chẳng hạn, thì chúng nó rất dễ lôi kéo. Thì cái hậu quả mà để lại những cái năm vừa rồi á, là rất nhiều người dân là tán gia bại sản, thân bại danh liệt, là nợ nần chồng chất ra, là cũng từ cái mà trên cái không gian mạng á, nó tự do nó lừa đảo như vậy. Thì đó là ảnh hưởng tới cái người dân. Còn về cái mặt mà an ninh quốc gia á, thì khi nó xuyên tạc những cái đường chủ trương đường lối chính sách của Đảng á, thì bằng những cái câu nói gọi là nhét chữ vào mồm đấy, nó đưa cái hình ảnh của một cái người lãnh đạo, và nó để cái đưa cái chữ vào kế bên đó, chĩa cái mũi tên vào như là cái vị cán bộ lãnh đạo này nói. Thì đối với người dân mà cái sự hiểu biết không được chính xác và không nghe báo đài chính thống nói, thì cứ nghĩ là cái vị lãnh đạo của chúng ta nói như vậy. Đấy, đấy, thì đó một cái rất là nguy hiểm, làm cho người dân á, có cái nhìn nhận, có cái hiểu biết sai lệch đối với những phát biểu của những cái vị đại biểu quốc hội, những cái vị lãnh đạo. Đó, những cái vị lãnh đạo. Thì đó là một cái rất là nguy hại. Tại sao ông này nói như thế này nhưng mà thực tế ông lại là làm như thế khác. Đó là chúng ta thấy được cái việc xử lý, xử ra cái luật an ninh mạng và xử lý những cái thành phần mà xuyên tạc, vi phạm pháp luật đó là hết sức cần thiết. Đó, theo bản thân em thì thấy như vậy. Rồi, xin mời Bùi Tùng đi. Rồi, mời anh chị em là có anh em là bổ sung thêm ý kiến về những cái vấn đề của an ninh mạng. Em xin có một số ý kiến. Thứ nhất là em là đồng tình với hai anh chị phát biểu trước á, là nói là thứ nhất á, theo quan điểm của em, an ninh mạng là một cái điều bây giờ là một cái điều cấp thiết và sống còn của mỗi quốc gia. Có nghĩa là cái không gian này tuy là ảo nhưng mà nó ảnh hưởng đến đời sống thực của mỗi cá nhân. Đấy, cá nhân con người, thậm chí là nó ảnh hưởng đến cái sự ổn định của mỗi quốc gia. Cho nên là bắt buộc là phải chúng ta phải có an ninh mạng, có nghĩa là chúng ta phải có cái biện pháp để kiểm soát nó theo một cái hình thức hợp lý. Em cũng đồng ý với anh Thân ở chỗ đó, một cái quan điểm, có nghĩa là về mặt mà vi mô, về mặt nhỏ thì cái thông tin giả mạo này có nghĩa là một cái cách thức của một cá nhân tập thể để gieo rắc những cái sự sai sự thật, để bôi nhọ danh dự nhân phẩm hay là cái gì đó đối với một cái cá nhân tập thể khác. Đó, cái đó là về mặt vi mô, làm buồn với anh Thành. Thì em nghĩ đó là về mặt nhỏ, có nghĩa là cái sự tấn công của cá nhân này với cá nhân khác nhằm bôi nhọ danh dự nhân phẩm, làm tổn hại đến kinh tế gì đó, giống như nãy anh Thân có nói là giống như là lừa đảo. Còn cái về mặt vĩ mô thì theo em nghĩ thì cái tin giả này là một cái thủ thuật, một cái phương pháp mà các thế lực thù địch hay là các cái một số những cái quốc gia không thân thiện sử dụng những cái gieo rắc này, những cái hoài nghi này để mà có cái cách là phá vỡ cái tính cố kết của cái cộng đồng đó, hoặc là thậm chí là nó dẫn đến là kích động bạo loạn, lật đổ chính phủ. Theo em đó là cái quy mô lớn của một cái loại tin giả. Có nghĩa là tin giả theo em nghĩ nó được sử dụng ở nhiều hình thức khác nhau, nhiều cách thức khác nhau, nhiều quy mô khác nhau, tùy thuộc vào cái ai là cái người đứng sau để xây dựng cái tin giả đó thì sẽ sử dụng nó ở nhằm mục đích nào.
Ví dụ như người trong nước thì nó khác, còn người ngoài nước hay là các thế lực thù địch thì họ sẽ sử dụng tin giả theo một cái quy mô khác, nhằm một cái mục tiêu khác. Nhưng mà tụ chung lại thì tin giả nó đều đi đến một cái hệ quả là nó sẽ làm cho cái nhận thức của người dân, một bộ phận người dân là sai lầm, và sẽ dẫn đến là chia rẽ cộng đồng, gây bạo lực, gây chia rẽ cộng đồng, và dẫn đến những cái chuyện là những làm cho cái xã hội đó hay là cái quốc gia đó nó bất ổn định theo thời gian. Thì đó là ý kiến của em anh. Rồi, Nam Phong với Thân có bổ sung gì về cái vấn đề an ninh mạng này không? Mình xin bổ sung thêm một vấn đề, hai cái nội dung này. Thì thứ nhất là chúng ta thấy trên cái không gian mạng này nó có hai cái dạng tin giả mà phổ biến. Tất nhiên là nó còn nhiều lắm, nhưng mà có hai cái dạng phổ biến mà chúng ta thấy hàng ngày. Thứ nhất là tin giả, nó mưu đồ về chính trị. Cái mưu đồ chính trị thì là chiếm đa số. Chúng ta thấy rất là nhiều cái tin giả xuyên tạc bị đặt về tình hình đất nước, rồi hạ uy tín của đảng, của nhà nước. Đó, gây cái sự hoài nghi của quần chúng nhân dân đối với đảng, với nhà nước. Thì cái dạng tin giả này thì cá nhân tôi thấy là nó đặc biệt nguy hiểm, bởi vì nó có thể ảnh hưởng đến cái sự tồn vong của chế độ. Chúng ta thấy đã có nhiều bài học rồi, chứ không phải là mình nói quá đâu. Thì chúng ta thấy là khi mà Syria, trước khi Mỹ đem quân đánh Syria, thì họ tung một cái clip giả mạo, đó là quân chính phủ của ông Bashar đó, là sử dụng vũ khí hóa học đối với dân thường. Một cái clip được quay những đứa trẻ và những người dân là giống như là họ hốt hoảng, rồi họ dội nước ướt từ đầu tới chân, và họ cho rằng họ quy kết là quân chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học để mà giết hại dân thường. Đó là một cái clip giả mạo hoàn toàn. Sau này những cái nhân chứng đó họ mới, khi mà đánh xong rồi đó, đánh Syria rồi, thì những cái nhân chứng đó họ mới lên tiếng là họ không hề biết. Tại vì lúc đó đang ở nhà thì tự nhiên là có những người kêu họ đến, kêu họ ra cái chỗ đó rồi đổ nước lên đầu và quay thành một clip. Chứ họ hoàn toàn không bị gọi là vũ khí hóa học như là những cái kẻ đó, những cái kẻ tung tin đó nó nói. Đó, chỉ cần một cái clip thôi, đó là cái cớ để mà cho những cái nước khác can thiệp. Một cái nước có chủ quyền, có độc lập, có chủ quyền, có được quốc tế thừa nhận. Đó, cái clip mà Nam Phong nhắc đúng thấy là Lan Hoàng cũng được xem rồi. Đúng rồi, cái đó đợt trước là chúng ta thấy có chia sẻ. Có nghĩa là thì 10 năm rồi mà chúng ta thấy những cái thông tin đó nó gây hại đến cái mức độ ghê gớm như vậy. Vậy thì ai tạo ra những cái thông tin đó? Là những cái kẻ mà họ muốn cái đất nước đó phải chiến tranh, phải loạn lạc, có cái lợi cho những cái nước mà họ tham gia. Thì mình nói thẳng đó là Mỹ và phương Tây. Thì Việt Nam mình cũng vậy. Việt Nam nếu không cảnh giác, chúng ta không cảnh giác thì chúng ta sẽ bước đi theo, bước vào vết xe đổ của nước BCD rất Ukraine nhiều hơn. Cho nên cái việc mà chúng ta xử lý cái thông tin giả là nó rất là quan trọng, mà nó ảnh hưởng đến cái tồn vong chế độ, và ảnh hưởng đến cả cái dân tộc trong nhiều thập kỷ, thậm chí là hàng thế kỷ sau. Chúng ta nhìn những cái nước đó bây giờ, chúng ta thấy 10 năm sau chiến tranh, 10 năm đời sống của họ như thế nào, nó vô cùng bi đát và không có lối thoát. Không, cái viễn cảnh là này là chắc chắn 100 năm nữa cũng chưa có lối thoát đó. Cho nên mình đừng bao giờ để những cái bài học nhãn tiền đó nó xảy ra ở cái đất nước mình. Đó là một cái thông tin giả về chính trị, mưu đồ chính trị. Còn hiện nay chúng ta thấy một cái thông tin giả nữa, nó cũng rất nhiều, đó là cái thông tin giả về
lợi ích kinh tế, lừa đảo á, gọi là lừa đảo kinh tế đó. Thì qua cái vụ mà bác sĩ rút ống thở thì chúng ta thấy vừa rồi VTV họ đã đưa tin rồi, và bộ truyền thông phối hợp với an ninh mạng để xem xét có dấu hiệu lừa đảo, kêu gọi lừa đảo của cái những cái thành phần kết bạn với cái nick mà nick ảo bác sĩ Trần Khoa này. Đó. Có dấu hiệu lừa đảo, dấu hiệu gọi là kêu gọi trục lợi, gọi là trục lợi, kêu gọi đóng góp từ thiện để trục lợi. Cái quỹ 82 này nó đã thành lập cách đây mấy năm rồi, 5-6 năm rồi, chúng mặt mới đây. Đó, nó viết những cái bài báo rất là lê thơ lâm ly bi đát để nó kêu gọi từ thiện để lừa đảo trục lợi. Thì cái dạng này cũng khá nhiều, hiện tại khá nhiều. Tôi có đọc những cái tờ báo mà cái dạng cái báo mà cái báo lá cải trên mạng thôi, không có chính thống, thì họ đưa một những cái gọi là những cái hoàn cảnh rất là bi đát. Họ chụp cái hình đó, hai đứa bé nằm, rồi chụp một cái người phụ nữ chả biết có liên quan gì không, rồi nói là hai viết ra một cái hoàn cảnh vô cùng bi đát, rồi ở dưới cuối cùng là số tài khoản ủng hộ. Tôi chỉ cần nhìn qua tôi biết cái này là 90 mấy% là lừa đảo, nhưng mà sẽ có người ủng hộ, chắc chắn là có người bị đó. Cho nên là mình cái việc mà thông tin giả thì hiện tại nó có hai cái chúng ta cần lưu tâm. Bên cạnh đó còn rất nhiều cái thông tin giả hạ thấp uy tín của cá nhân đơn vị về cá nhân, một cách thù ghét này kia thì có nhiều lắm. Nhưng mà hai cái mà chúng ta thấy nó nổi cộm thời gian qua, và đặc biệt là liên quan tới an ninh chính trị, là rất lớn và nghiêm trọng đó. Bản thân mình thấy cái việc đó là cần phải lưu ý, lưu tâm. Và mình nghĩ nhà nước thì cũng nắm được cái vấn đề này, cho nên là chúng ta hiện tại chúng ta nói về chính trị thì chúng ta vẫn ổn định. Bởi vì cái việc này họ sử dụng cũng khá lâu rồi mà hiệu quả đem lại chưa cao đó. Nhà nước mình thì thật sự mình cũng rất là tin tưởng về cái việc này.
Rồi mà anh em có bổ sung gì thì bổ sung tiếp. Mười Tùng đi. Nếu mà không có ai bổ sung tiếp thì chúng ta cứ cho mỗi người một cái lời kết cái vấn đề này, xong chúng ta sang chuyển một cái chuyên mục khác. Thì theo Bùi Tùng về cái đánh giá cái câu kết về cái vấn đề này thì mỗi người cho một câu kết về cái vấn đề cái luật an ninh mạng này đi, rồi chúng ta chuyển sang cái chủ đề mới. Em nghĩ là luật an ninh mạng nó ra đời là nó đáp ứng được cái yêu cầu, nó đáp ứng được cái yêu cầu đời sống của xã hội Việt Nam. Chào Văn Thành nhé. Cũng như là nó tiên đoán được rất là đúng luôn, những cái bước phát triển của xã hội Việt Nam đến như thế nào. Nó định hình được cái bước phát triển tương lai, là điều đó rất là tốt cho xã hội của chúng ta. Và cũng giống như em nói là cái không gian mạng bây giờ hiện tại nó trở thành một cái chiến trường, theo em nghĩ là một cái chiến trường đúng nghĩa luôn. Anh bằng Nguyễn này là với tụi em một chút ở đi. Đây là coi như là tất cả những cái thành phần xấu, nếu mà nó muốn phá hoại một cái đất nước hay là muốn phá hoại một cái tổ chức nào thì không, em nghĩ là bây giờ tận dụng không gian mạng là cái chuyện là chắc chắn. Tại vì bây giờ không có một cái môi trường nào mà tiếp xúc được nhiều người, mà là tiếp xúc nhanh mà có tính lan tỏa cao như là không gian mạng, không cách nào hết á. Cho nên là bây giờ là những cái thế lực xấu là luôn luôn là muốn sử dụng cái công cụ này để mà gây hại cho đất nước hay là cho cá nhân tập thể. Cho nên em nghĩ là cái việc mà xây dựng lên một cái bộ luật của nó là đáp ứng được rất là tốt cái yêu cầu của cuộc sống. Và em cũng đồng tình với anh Lâm Phong đó là bây giờ cái số lượng người sử dụng mạng xã hội ngày càng nhiều, mà các cái thủ đoạn mà sử dụng tin giả ngày càng tinh vi ấy, thì điều đó đòi hỏi là cái luật của chúng ta phải cải tiến thêm, phải cập nhật thêm, phải làm mới thêm rất là nhiều thông qua các cái lần họp quốc hội thì nó mới có thể theo kịp, từ nó bắt kịp và xác lập được những chào cái anh Lâm Phong Hoa nhé. Cái hành vi nào mà em nghĩ là không đúng chuẩn hay vi phạm ảnh hưởng xấu đến cái xã hội. Không có yêu, không có chữ yêu trong tay ta. Mấy chị em này. Em chào anh Bằng. Ôi, anh Thân với anh Phong ý kiến đi anh. Anh Phong. Xoay theo chiều kim đồng hồ đó mày. Tới phiên mày đó. Căng vậy. Rồi thì theo cái suy nghĩ của em thì nó như vậy. Cái luật an ninh mạng á, theo em là rất là kịp thời đó, là không có vấn đề gì mà phải suy nghĩ là tại sao lại phải có cái luật đó. Và cái luật đó đem lại rất nhiều cái lợi ích cho đất nước, cho cái dân tộc, cho cái nhân dân Việt Nam đấy. Và cái việc mà những cái luận điệu mà kêu là hạn chế cái quyền tự do ngôn luận á, hạn chế ở cái chỗ nào, từ cái ngày mà có trước đó và sau ngày ra luật an ninh mạng Tuyết Nhung, và tới bây giờ thì em vẫn lên trên mạng em chửi cái bọn kia như bình thường, không có gì thay đổi. Em vẫn đưa cái mặt của em ra hẳn hoi đây, cũng chả có một người anh, một cái cơ quan an ninh, một cái cá nhân nào mà tới mà gặp gỡ em là đừng kêu em nói như vậy là phát ngôn bậy bạ trên mạng, là không có. Tại vì á, những cái nào mình nói thực tế, mình nói đúng. Và kể cả đảng nhà nước vẫn cho phép người khác, người dân á, đóng góp ý kiến phê bình đó. Nhưng ở đây cái việc mà phê bình đóng góp ý kiến á, thì đương nhiên là phải phê bình cái việc làm sai trái, chứ không phải là phê bình con người. Đó là một cái phương pháp phê bình mà Bác Hồ dạy rồi. Cho nên là cứ đưa vô chỉ trích người anh A, anh B, anh C, nhưng mà không có chỉ trích là cái việc làm của anh C hoặc là anh A là nó sai ở điểm nào, chỗ nào, mà cái phương pháp khắc phục là như thế nào. Thì đó là một cái phương pháp mà không dám đọc. Cái phương pháp mà phê bình là mang tính chất xây dựng, nó hoàn toàn khác với cái phương pháp là phá hoại. Nó phát ngôn lên mà mang tính chất phá hoại, không có cứ nói là tại chưa làm được cái chỗ này, chưa làm được chỗ kia, nhưng mà nếu mà kêu cái đưa ra cái biện pháp để khắc phục, để có thể làm tốt hơn á, thì tụi nó không đưa ra được. Thì đó là chỉ mang tính chất công kích cá nhân đó, dè biểu bôi nhọ, thì những cái thành phần đó thì cần phải xử lý thôi. Ở cái xã hội ngày càng phát triển, ngày càng văn minh, con người mà đã văn minh á, là không bao giờ mà đi nói xấu người khác đó. Thì những cái thành phần mà ăn rồi chỉ đi soi mói chuyện người khác, nói xấu người khác,
công kích mà nhằm hạ bệ cái uy tín danh dự tổ chức cá nhân thì những cái thành phần đó cần phải được xử lý để cho mọi người có được cái sự công bằng. Chứ giờ anh Lan Hoàng anh suốt ngày anh đi xuyên tạc người ta, mà trong khi em là một người thật việc thật đây mà suốt ngày bị anh cứ xuyên tạc vậy thì công bằng của em ở đâu? Đúng không? Anh đòi cái quyền anh muốn nói sao cũng được, nhưng mà trong khi anh xúc phạm tới em thì cái công bằng đối với em ở đâu? Đúng không? Thì em đâu có cái quyền. Vậy thì em mất quyền. Nếu mà pháp luật không bảo vệ em người ngay thật đây thì mà cứ đi bảo vệ anh thì đó gọi là công bằng thì là công bằng kiểu gì? Đúng không? Chỉ có những cái thành phần chuyên môn đi soi mói người khác mới cho đó là cái công bằng. Còn cái bản thân em người không vi phạm cái gì mà suốt ngày bị anh chửi thì đương nhiên em là không có công bằng. Em phải đòi hỏi, cái đòi hỏi là em chứ không phải là anh, đúng không? Nó chỉ như đơn giản như vậy. Rồi mà anh Nam dân chủ mà kiểu như là dân chủ chủ nghĩa cá nhân lên ngôi thì không có cái sự công bằng, đúng không? Tại vì người ta sẽ vì lợi ích người ta mà đạp những cái sự công bằng của người khác, cái sự ngang bằng người khác thôi. Rồi mời Lan Phong cho cái lời kết cho cái chủ đề này rồi mình sẽ chuyển chủ đề. Thì mình cũng nói thêm một ý cuối. Nói chung là bất cứ một cái hành vi nào của cá nhân, của tập thể, của cộng đồng và của một cái xã hội thì đều được quản lý bởi luật, đúng không? Tất cả đó, một cái hành vi, bất cứ cái hành vi nào, và cái việc chúng ta lên mạng xã hội là một cái hành vi và phải được quản lý bởi luật. Và nước nào cũng vậy chứ không chỉ có Việt Nam đó, ta phải được quản lý bởi luật. Luật pháp sinh ra để quản lý xã hội. Ok, Thu Hiền, Thu Hiền như tôi đấy. Rồi cứ kết cái này đi rồi nhưng mình sẽ chuyển sang cái này xong. Thì cái việc mà chúng ta thông qua luật là chính xác, là được cái sự ủng hộ của đại đa số thôi. Trừ một số kẻ nó muốn lợi dụng cái mạng xã hội để nó làm những cái việc gọi là xấu thì nó lên án. Nó xuyên tạc là mất tự do dân chủ nhân quyền, như thế đại khái là cái bài của tôi nói thôi. Thì rõ ràng khi mà thông qua luật an ninh mạng thì ai là cái kẻ mà tức tối nhất chính là những cái thành phần phản động chống phá mà dùng cái mạng xã hội chống phá trên cái lĩnh vực văn hóa tư tưởng mà thông qua cái mạng xã hội này, thì đó là những cái kẻ mà nó cây cú khi chúng ta thông qua luật an ninh mạng. Còn như bản thân chúng ta là một cái người dân thì chúng ta hoàn toàn ủng hộ, bởi vì nó là mạng ảo, nhưng mà những cái hậu quả nó sẽ là thật, hậu quả nó mang lại ghê gớm. Hồi nãy mình đã nói rồi, thậm chí nó có thể làm thay đổi cả một cái thể chế, mà nó thay đổi theo hướng tiêu cực chứ không phải tích cực. Ví dụ bây giờ nó thay đổi sau chủ nghĩa để xây dựng một cái đất nước giàu mạnh hơn, đẹp hơn, dân hạnh phúc hơn, ấm no hơn thì cũng được đi. Nhưng mà rồi chúng ta nhìn những cái nước nó đã thay đổi rồi, nó đi lên hay đi xuống, thậm chí là cùng cực, đúng không? Cho nên là cái việc an ninh mạng này là một người dân, khẳng định mình một người dân thì mình hoàn toàn ủng hộ. Và thấy những cái kẻ xuyên tạc bị đặt, bị xử lý thì mình rất là hài lòng. Đó, kết thúc cái vấn đề này. Rồi, cảm ơn ba vị khách mời đã nói lên cái quan điểm mình. Còn mình thì mình cũng tổng kết và nhận xét thế này này. Cái luật an ninh mạng nó ra đời đúng lúc và kịp thời, và trong đó nó giải quyết được những cái tồn đọng như là trước, những cái năm trước á, chúng ta thấy là ghét ai chưa biết người ta làm điều gì sai, nhưng chỉ cần ghét thôi là có thể mò vào trang cá nhân này, nôi hình ra, xong vô đội chế hình mặt chó mặt người mà lên xúc phạm bôi bác. Thậm chí là cái luật an ninh mạng ra thứ nhất nó đã bảo vệ được danh dự cá nhân này, rồi là nhất là trẻ em ấy, trước đây trẻ em là hay được lôi lên mạng để mà làm những cái trò kiểu như là ghét người lớn thì nôi trẻ con ra nguyền rủa, rồi là một số những cái vấn đề như là các cái trang thông tin điện tử giả mạo nhà nước chính phủ thì bị gạt bỏ hoàn toàn, thì nó không còn gây hiểu lầm cho những người dân mà ít tiếp cận mấy những cái thông tin giả và những cái luận điệu xuyên tạc của ba que ba cảng. Thì còn luật nào thì cũng ra thì cũng cần phải bổ sung và sửa đổi, đúng không ạ? Cái gì mà còn thiếu sót thì chúng ta sẽ bổ sung,
cái gì mà nó thừa thãi chúng ta sẽ sửa đổi cho nó phù hợp với cái quy trình phát triển của con người cũng như là cái thời đại 4.0, thậm chí bây giờ nó là 5.0 rồi. Thì Lan Hoàng hoàn toàn ủng hộ những cái quan điểm và chia sẻ của mọi người. Thì bây giờ chúng ta chuyển đến một cái chủ đề mới là về nhà báo hai mặt. Và một cái nữa là mình có ý là sau những cái nhà báo hai mặt đây thì một số người đi tắt để muốn làm nhà báo, ví dụ như là một số hiệp sĩ đường phố cũng bắt đầu quay ra đi học báo, đang kinh doanh cũng quay đi học báo, thì cái nghề báo nó có cái lợi ích gì? Mà cũng để cho cái diễn đàn chúng ta nó tốt đẹp hơn thì mình xin nói là chúng ta chỉ đưa ra quan điểm nhận xét, không công kích, không quy kết tội nhé, nhận xét và nêu ra quan điểm chứ không kết tội và tránh nhắc trực tiếp tên. Mình lưu ý như thế, thì vì chúng ta chỉ là nêu quan điểm dựa trên quan điểm những cái hiện tượng hư xấu hay là hiện tượng tích cực, chứ chúng ta không tránh nhắc tên trực tiếp và tránh quy kết tội đấy. Thì trước hết là về nhà báo hai mặt thì mời anh em đưa ra những cái ý kiến, xong rồi là những cái vụ mà như là hiệp sĩ quay ra đi làm báo để phục vụ cái gì, trong khi bao nhiêu hậu sinh viên báo chí tuyên truyền đi ra có khi còn không xin được việc đấy, mà cái chàng hiệp sĩ này mình thấy là chơi mới chiêng châu hữu danh các thứ rồi các kiểu, rồi bây giờ quay mấy năm rồi, hơn 2 năm rồi là quay ra học báo đấy. Đấy thì mọi người cho nêu lên cái ý kiến và quan điểm của riêng mình. Vừa rồi nhà ngồi ké bên là bọn ba que sỏ lá được cuội. Theo em chế thì có cả dân mình chế nữa. Nói chung là nhiều khi có những, mình thấy có những cái sự đấu tố cá nhân, trả lời lốt bạn này là đấu tố cá nhân, cũng nôi hình ra, nôi ra chán không được thì nôi trẻ con ra chế là con mày thế này rồi là con mày thế kia, rồi ghép mặt này, bạn này vào mới mặt chó mặt trâu đại loại. Chỉ cần đấu tố cá nhân họ cũng làm, nhưng bây giờ thì cái việc đấy nó giảm rất nhiều. Đấy là trả lời cho bạn nhé, chứ cũng không hẳn là phải ba que hay dân chủ cuội họ mới làm, họ làm để họ đưa tin sai sự thật. Thì đấy, mời Nam Phong hay là anh em nói về cái chủ đề nhà báo hai mặt và dân chủ cuội tiếp. Theo em thì cái nghề báo là một trong những cái nghề cũng rất là đặc biệt quan trọng trong xã hội thời hiện đại, vì nó sẽ mang một cái giống như là nó mang tất cả những cái gì tin tức của cả thế giới đến với mỗi chúng ta hàng ngày hàng giờ. Và cái gì cũng vậy, trong quá trình phát triển của mỗi một ngành nghề thì em nghĩ là luôn luôn sẽ có những cái thiên hướng sai lệch, tức là đi sai cái bản thân của cái nghề nghiệp đó. Thì theo quan điểm của em nghĩ là không có nghề nào xấu cả đâu anh mấy anh, không có nghề nghiệp nào thật là xấu, nhưng mà một số con người thì họ sẽ trong cái nghề nghiệp đó thì họ sẽ nảy sinh những cái suy nghĩ, những cái ý đồ xấu, những cái lợi dụng cái nghề nghiệp của mình để làm những cái hành vi xấu. Thì cái câu chuyện nhà báo hai mặt cũng tương tự đến như vậy, em nghĩ là cũng tương tự đến như vậy. Và nhiều người ta nghĩ rằng bây giờ cái chuyện đăng tin nó dễ dàng quá, cái chuyện mà làm tin nó dễ dàng quá, cho nên là không cần phải học nghề nghiệp báo chí gì cả, tự mình có thể lập ra một cái trang mạng, hay tự mình có thể lập ra một cái giống như là một cái trang mạng báo để mà mình có thể thực hiện những cái ý đồ tốt hay là ý đồ xấu gì đó. Bây giờ nhiều khi mới trở thành một cái mốt này, giống như cái kiểu mà nó thịnh hành bây giờ rồi, cũng một phần là do cái cơ chế của nhà nước chúng ta, cái tự do ngôn luận của chúng ta so với mặt bằng chung thế giới thì chúng ta cũng khá là tốt. Em nghĩ là cũng như vậy, vì cái tự do ngôn luận của chúng ta tốt cho nên là cũng tạo điều kiện cho những cái người làm báo mà không tốt, họ lợi dụng vào đó để họ làm ra những cái bài, những cái phóng sự nó không đúng, nó xuyên tạc những cái vấn đề của tình hình xã hội. Tức là bây giờ là cái quyền tự do dân chủ, cái quyền được nói lên ý kiến của mình á, nó của Việt Nam của mình cũng mở rộng rồi, cho nên là cũng tạo điều kiện cho họ là có đủ cái cơ sở, đủ cái khả năng để họ tác nghiệp mà theo ý em nói ở đây trong dấu ngoặc kép á, tác nghiệp trong dấu ngoặc kép á. Và tất nhiên là trong cái quá trình mà nếu mà thật sự là họ có cái suy nghĩ tiêu cực đó thì chắc chắn là cũng do là họ nhận biết được cái nghề nghiệp này đang có những cái lợi ích cho họ. Em đã thấy có những cái trường hợp mà nhà báo ví dụ như đi đến những cái xí nghiệp, công ty, nhà máy nào đó, thấy người ta vi phạm cái gì đó thì bắt đầu là giống như là ra một cái ý giống như là anh phải nhét tiền vào tôi thì tôi sẽ không có ghi bài, cái kiểu như vậy á. Tức là các nhà báo họ bắt đầu họ nhận thấy được cái quyền lực mơ ảo trong cái nghề nghiệp của họ.
cái quyền lực mơ ảo cái gì, bây giờ tôi thích tôi đăng này, tôi đăng là anh sẽ tiêu này, đó cái kiểu như vậy đó. Họ mơ mơ ảo ảo về cái quyền lực này, cho nên là cùng với cái việc là cái quyền tự do dân chủ ở Việt Nam chúng ta nó cũng mở rộng, cho nên em nghĩ là họ mới bắt đầu thực hiện những cái điều không tốt này. Với một cái thứ hai nữa, theo em nghĩ là cái việc làm báo này nó đòi hỏi cái người làm báo phải có tâm dữ lắm. Tức là ngoài cái chuyện mà chúng ta được đi học trường lớp thì chúng ta phải có một cái ý thức rất lớn về cái nghề nghiệp này. Từ khi mà chúng ta còn ngồi dưới nhà trường, cái tâm của cái nghề nghiệp này rất là quan trọng. Mỗi cái câu chữ, mỗi cái bình luận, mỗi cái bài viết của mình nó ảnh hưởng rất là sâu sắc đến người khác, đến xã hội, đến nhân dân. Thì mình phải hiểu như thế nào là mình viết một cái bài đó là đúng chân thật, viết một cái bài đó là nó lệch chuẩn, thì mình phải có một cái tâm để mình nhìn nhận cho đúng chính xác. Thì cái đó đòi hỏi là ngoài cái chuyện đi học ra là đòi hỏi cái tâm, mà cái tâm đó thì cần phải có cái sự rèn luyện, rèn giũa từ ngày này sang tháng khác. Chứ em nghĩ là rất là khó, chứ không phải là không đâu. Đấy. Còn về chung thì em thấy là ở xã hội Việt Nam mình thì xã hội hiện đại, xã hội công nghiệp này thì có nhiều cái, nói chung là có nhiều cái hiện tượng tiêu cực ấy, để người ta có thể bám vào đó để người ta thực hiện cái công cụ nó sai trái. Nó cũng tạo ra cái điều kiện đó. Nói chung là theo em nghĩ, quan điểm của em là các cái quyền tự do dân chủ của đất nước mình á, nhiều khi nó cũng là một cái điểm mà những cái người làm báo mà không tích cực họ lợi dụng vào trong cái điểm này. Và em thấy là những cái người mà trong giai đoạn gần đây á, khi mà bị bắt á, thì thường có một cái tội danh người ta gọi là lợi dụng các quyền tự do dân chủ là như vậy. Lợi dụng các quyền tự do dân chủ có nghĩa là có cái quyền đó thì mới lợi dụng. Thì có nghĩa là cái sự mập mờ, có một cái gì đó mập mờ giữa thế nào là tự do dân chủ và thế nào là đưa thông tin sai trái, sai sự thật. Nó cái ranh giới của nó rất là khó khăn. Thậm chí là mấy ngày hôm nay em có nghe một cái YouTuber, em cũng xin giấu tên, một cái YouTuber đó là khi mà nói với cái vấn đề mà cái câu chuyện bác sĩ Khoa đó, thì cái YouTuber này là ủng hộ có nghĩa là ủng hộ với lại ông phó tổng biên tập. Có nghĩa là ý nói là ông phó tổng biên tập này là chỉ vô tình thôi, ổng không có phải là người kia thôi. Có nghĩa là có cái cảm giác gì đó giống như là bao che cho cái ông phó tổng biên tập này. Mà cái lượt xem, cái lượt coi, cho bổ sung cái này, nếu mà đúng thì bạn Bùi Tùng có thể nói là kênh YouTuber CC được, mình không nói tên. Nhưng dạ, cũng dạ, không thì cần em quá để cho mọi người biết để mà nhận thức được. Không, chúng ta mà giấu đến mức mực tín thì bằng không. Mà em thấy là có một cái là kênh YouTube BT chẳng hạn. Mình nói đúng á thì mình không cần phải giấu. Thật sự nếu nó thể hiện những gì mình đã nói. Không, còn nếu mà mình nói này, ví dụ như mà chúng ta mà khi mà công kích vào đúng cái trọng tâm mà nói về cái việc họ làm, họ nói thì chúng ta không cần giấu, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta mà nói về cái phán đoán cá nhân của chúng ta thì chúng ta lên dấu lên, đúng không? Đúng rồi. Còn nếu mà họ đã viết lên status, ví dụ như là Nam Phong viết lên status là bạn Nam Phong đang bị đau bụng thì tôi chả có lý do thì tôi lại không nói bảo bạn Nam Phong bảo bạn đau bụng, đúng không? Cho nên là ý mình nói là như thế, chứ còn né quá mà né đến mức mọi người không hiểu đang nói về ai, nói về gì thì chúng ta không hiểu. Rồi. Thì anh bảo thì như là có anh có hình nhưng mà nó không lên được. Anh set up lại nhá. Có Lê Bảo là ấy của ai đây? À, chào anh Việt Doai. Anh Lê Bảo này nó có cảnh báo không lên được. Em có cảm nhận như vậy á, có nghĩa là cái việc mà tự do ngôn luận hiện tại của Việt Nam mình đó là một trong những cái vấn đề mà những nhà làm báo mà có nghĩa là cái tâm không trong sáng, họ đang dựa vào cái luật này, dựa vào những cái quy định này để mà họ có thể đưa ra những cái thông tin hoặc là những cái bài bình luận mà thiếu khách quan. Theo em nhìn nhận là thiếu khách quan, em không nói là chủ quan nha, em chỉ nói là thiếu khách quan thôi. Đó. Và cái lượng tương tác của những cái đài báo cái kiểu này nó thu hút cũng khá nhiều những cái người xem, và họ không thể mà nhận biết đâu là đúng đâu là sai, mà họ chỉ đơn giản là nói là công dân Việt Nam thì tôi được quyền ý kiến, công dân Việt Nam thì tôi được quyền nói, mà còn nói cái gì, nói có đúng hay không, có xuyên tạc hay không thì không biết, chỉ có biết là bây giờ tôi là công dân Việt Nam có quyền nói, họ cứ bám vào cái chuyện đó. Cho nên là bây giờ càng ngày là em thấy là cái vấn đề mà để phân biệt rạch ròi những cái gọi là tự do ngôn
Dạ thôi em nói tới đây thôi.